Bonsai Đa Huy xin kính chào quý vị yêu hoa cây cảnh bonsai toàn quốc. Kính thưa quý vị, chỉ còn ít ngày nữa thôi là diễn ra Festival cây cảnh tỉnh Hải Dương. Hôm nay Bonsai Đa Huy đang có mặt ở cái vườn cây cực kỳ đẳng cấp, một không gian tuyệt đẹp ngay trước mắt quý vị. Không gian này thì có những cái tác phẩm rất là quý. Những tác phẩm tới đây cũng có mặt ở triển lãm Hải Dương. Và Bonsai Đa Huy sẽ dẫn quý vị vào xem những cái tác phẩm đó là tác phẩm nào. Và cái nhà vườn ngay trước mắt quý vị là nhà vườn nào mà có nhiều tác phẩm đẳng cấp đến như vậy. Đây là cái không gian một cái tòa biệt thự nguy nga. Và trong cái khuôn viên này thì đầy ắp những cái cây cảnh rất là có giá trị, những cái cây cổ. Thưa quý vị, những cái tác phẩm toàn những cái tác phẩm già hóa thạch rồi thôi. Cái góc máy này quý vị sẽ chiêm ngưỡng một số những cái cây đặc biệt quý của nhà vườn. Quý vị ở những cái tác phẩm xanh cổ rất là có giá trị. Quý vị nhìn những tác phẩm ở đây. Nhà vườn có hàng trăm những cái tác phẩm như thế này. Chỉ một tác phẩm này thôi cũng là chúa vườn của những cái vườn khác rồi, của nhiều vườn khác rồi. Và anh có hàng trăm những cái tác phẩm như thế này. Và anh chủ ngay trước mắt quý vị đây, anh Hùng, em chào anh Hùng nhá. Em chào em. Vâng, anh ơi, hôm nay thì thời tiết rất là đẹp và em cũng được biết là anh chuẩn bị cho tác phẩm để đi dự Festival Hải Dương cũng đã chuẩn bị xong rồi anh nhỉ? Anh cũng hòm em có mấy cây. Vâng. Thì hôm nay thì anh có thể chia sẻ kỹ, bật mí kỹ là những cái tác phẩm nào tới đây anh tham dự triển lãm Hải Dương không anh? Anh cũng mang 5 tác phẩm đi. 5 tác phẩm. Để tham dự. Vườn của anh thì em được biết thì một cái cả vườn, gần như tác phẩm nào cũng là cái tác phẩm rất già và hoàn thiện. Thì chắc chắn là chọn cả vườn, trong số cả vườn này mà để chọn 5 cây có vất vả không anh? Đơn giản thôi. Bởi vì quý vị ơi, cả vườn của anh ấy đi triển lãm được hết quý vị ạ. Toàn cây hoàn thiện, toàn cây quý thôi. Đây, cái hàng này anh cũng muốn cho đi cả 4 cây này. À, hàng này là 4 cây hả? Đây là 4 cây này là tới đây mang triển lãm anh. Quý vị ơi, quý vị chiêm ngưỡng một tác phẩm đầu tiên. Một cây xanh cổ. Một cái bóng dáng cực kỳ ấn tượng. Quý vị nhìn tổng thể xong rồi chúng ta sẽ đi ngắm chi tiết. Hôm nay Bonsai Đa Huy sẽ lột tả hết những cái điểm quý của những cái tác phẩm này cho quý vị yêu cây cả nước cùng cảm nhận. Như cái dòng nham thạch đang tuôn trào, già hóa thạch rồi quý vị ạ. Khủng khiếp thật quý vị ạ. Những tác phẩm quý nhưng ít người biết đến. Và tới đây sẽ tham dự triển lãm Hải Dương trên quê hương anh. Và quý vị nào muốn nhìn tận mắt, nhìn thực tế thì chúng ta sẽ ngắm tác phẩm ở triển lãm Hải Dương. Muốn tai nghe mắt thấy, nhìn thực tế. Hôm nay thì Bonsai Đa Huy sẽ cố gắng sẽ lột tả cho quý vị để quý vị cảm nhận được quý thế nào, giá trị như thế nào. Và tác phẩm như thế này cũng là câu trả lời xác đáng rồi. Quý vị nhìn thấy cái chân bệ như thế này thì Bonsai Đa Huy khẳng định có mấy chục năm rồi sau cũng không bao giờ phá thân phá bệ. Đây là cái đồ mang tính bền vững. Chúng ta
khó có thể nhìn ra một cái rễ nào có những cái điểm thô, điểm béo. Tất cả nhỏ và chun chảy. Như vậy mới nói lên cái giá trị của tác phẩm. Một tác phẩm cái chiều cao thì cao khoảng 1m3 quý vị ạ. Một cái cây trên tầm trung, cũng là cái cây tầm đại rồi, cũng hạt cẩu rồi. Đào Bà Sát Huy thích cái nét độc đáo, cái vẻ tự nhiên. Một cái thời gian, cái tuổi cây đã tạo lên cái yếu tố đó. Những cái nét thời gian chúng ta không thể làm được, chúng ta không thể tạo được. Chào anh nhé, chào anh Nghiệp. Quý vị trước màn hình quý vị là anh Nghiệp. Anh Nghiệp hôm nay cũng đến tham quan cây, chơi ở nhà anh Hùng. Và chúng ta đến với cái tác phẩm thứ hai. Tác phẩm này tới đây cũng có mặt ở triển lãm Hải Dương. Khủng khiếp thật quý vị ạ. Sao lại già đến vậy? Một màu đồng chắc quý vị nhìn thấy. Và những cái điểm méo, những cái u sụn của thân. Khủng khiếp thật. Từ rễ đến thân, một màu đồng hết rồi. Và cây ngồi đá, nhưng mà chúng ta nhìn thấy rễ đã bò kín đá rồi. Không biết từ bao giờ mà xanh quê như thế này. Thì quý vị thì tưởng tượng xem cái tuổi cây sẽ là bao nhiêu. Một cái màu sắc nhìn đã quá quý vị ạ. Trắng toát hết. Những cái tác phẩm như thế này có thể là phải mấy đời người mới làm được, mới tạo ra được. Và một cái vườn cây có hàng trăm những cái tác phẩm như thế này thì quý vị đủ biết là giá trị như thế này. Và Bà Sa Đa Huy hôm nay thì được biết là anh ấy chuẩn bị những tác phẩm cho triển lãm Hải Dương từ rất sớm và cũng bật mí trước với quý vị như vậy. Để quý vị yêu cây trên cả nước sẽ trở về với Hải Dương để chiêm ngưỡng những cái tác phẩm quý, trong đó có những cái tác phẩm của anh Hùng. Đây là anh Hùng Linh Giang Hải Dương quý vị nhé. Làng cây chúng ta thì có rất nhiều những cái anh Hùng, người tên là Hùng, chơi cây nổi tiếng. Và đây cũng là một cái nhà vườn có rất là nhiều những tác phẩm quý ấn tượng. Mà chúng ta lại chiêm ngưỡng một cái đường nét nữa. Cái đường nét rất riêng. Một cây ngồi đá, bám đá quá già. Và quý vị càng bất ngờ hơn khi chúng ta ngắm cái tác phẩm ngay trước mắt quý vị. Đây là một cái tác phẩm xanh quê. Một cây xanh quê có cái đường thân phải nói là hiếm có. Đây cái đường thân Bà Sa Đa Huy đánh giá rất cao. Quý vị chiêm ngưỡng cái đường thân. Một cái thân hoành cực kỳ xuất sắc. Những cái điểm khó của tác phẩm này rất lớn. Và không nói quý vị cũng biết cái độ già thôi. Trắng như vôi. Chúng ta ngắm ở cái góc này. Ngắm ở góc này sao mà đẹp quá vậy. Từ thân chính đến thân phụ,
rồi cành phong. Quá đẹp. Chỉ tiếc là mặt sau của tác phẩm là anh kê sát tường. Như những tác phẩm như này thì ra sân chơi lớn, chúng ta ngắm vùng quanh thì đã lắm quý vị. Và chúng ta đứng ở chính diện, chúng ta nhìn tổng bóng. Đẹp mãn nhãn. Sự ngắm như tác phẩm như này thì thực sự không còn cái mỹ từ gì để tả nữa. Bởi vì nó quá hoàn hảo rồi và quá tự nhiên rồi. Cái sân quê cao Sa Đéc Huy ước chừng cao khoảng 1m4. Và để có một cái thần thái, có cái vẻ tự nhiên thế này thì không hề đơn giản quý vị nhé. Những cái tác phẩm đã toát lên cái vẻ tự nhiên, cái thần thái của cái cây quý thì không có nhiều. Mà bà Sa Đéc Huy cảm nhận được cái tác phẩm này có một cái điều đó. Một cái dàn cây có rất nhiều cây quý. Và bật mí cho quý vị, trước như 5 tác phẩm anh đi triển lãm, anh còn một tác phẩm nữa là tác phẩm nào anh? À, cây trong này là anh tới đây cũng mang à? Quý vị, một cây trực. Một cây trực cổ ngay trước mắt quý vị. Cây này cũng cao, anh ơi cũng phải cao 1m3, 1m4 đấy anh Hùng nhỉ? Khoảng 1m3, 1m4, cây long giáng. Ôi, quý vị ơi, quý vị nhìn thấy này. Cuốn hút vô cùng. Một tác phẩm đã đạt yếu tố tự nhiên rất cao rồi, của một cây cổ. Cây cổ từ chân bệ đến đường thân. Và cái cây cốt chậu rất rất lâu năm rồi. Và còn có những cái nu, những cái điểm méo. Cái chất cây rất là quý. Quý vị nhìn cái bộ sưu tập này. Mà xuất hiện ở triển lãm Hải Dương, một cuộc triển lãm lớn. Thì ấn tượng như thế này. Và không nói thì quý vị biết, cũng biết là những cái tác phẩm như thế này hiện nay thì được mọi người đánh giá cao như thế nào. Quý vị nhìn những cái bông hiện nay đã đạt cái độ chín rồi. Lộ rõ những cái xương gọng. Nhưng các bông đã dâng lên rất là đẹp rồi. Đây là một cái điểm rơi phong độ của những cái tác phẩm của anh. Và đúng cái dịp triển lãm Hải Dương. Thì quý vị sẽ về với Hải Dương để tham quan những cái tác phẩm quý như này. Và chúng ta nếu có thời gian thì ghé qua vườn anh Hùng ở Linh Giang. Anh còn có mấy chục tác phẩm hoàn thiện nữa, nhưng anh chỉ mang có 5 cây đi chơi thôi quý vị ạ. Để về tham quan những cái tác phẩm ở tại Tư Gia nhà anh. Chúng ta sẽ đến với những cái tác phẩm tiếp theo. AC cổ ngay trước mắt quý vị. Nay Bà Sa Đéc Huy sẽ dành cho quý vị cái món quà. Đó là những cái tác phẩm cây cảnh. Và đây là những cái tác phẩm cây VIP, những cái cây hàng VIP đạt những yếu tố nghệ thuật rất cao. Sạch sẽ, mịn màng. Và trước mắt quý vị là tác phẩm có tên là Tòa Tháp Đôi. Anh ơi, cây này sao anh không mang đi chơi hả anh? Anh Hùng ơi. Cây này chắc là lần sau em ạ. Để lần sau à? Ừ. Lần sau thì lần này anh làm thế đâu. Cái này của anh cũng nhiều cái nét đặc biệt này. Quý vị ơi, đây là cái cây tầm đại. Anh em phải cao 2 mét đấy anh Hùng nhỉ? Đến 2 mét. 2 mét. Cây rất to quý vị nhỉ. Một cái chai Nam Điền cổ có tên là Tòa Tháp Đôi. Toàn những cái đồ sạch sẽ tinh mịn thế này. Và này cổ kính thế này.
nhìn mọi góc cạnh, chúng ta cảm nhận được cái nét chiều sâu của những cái tác phẩm. Và cây cổ chúng ta phải ngắm chậm, ngắm lâu và ngắm sâu để cảm nhận được cái hồn cây. Cây cổ, kính thưa quý vị, cả thế giới không có những cái đặc trưng cây cổ như của Việt Nam đâu quý vị ạ. Cái đó là cái khẳng định. Và Sa Đa Huy rất muốn là sau này có sự quan tâm của nhà nước, có thể làm những cái bảo tàng hoặc là cái triển lãm để vinh danh những cái cây cổ như thế này. Những cây cổ mang những cái thông điệp, những cái bản sắc của cái cảnh Việt Nam. Và như những nước ngoài là những cái cây cổ mà xếp vào hàng di sản là được nhà nước bảo trợ. Và Sa Đa Huy cũng rất là muốn khi nhà nước mình cũng sau này cũng làm được như các nước phát triển. Đẹp quá, chỉ tiếc tác phẩm này là đợt này anh Hùng không mang. Tỏa tháp đôi rất ấn tượng. Cây hai thân. Và chúng ta đến với một cái nét tự nhiên. Chúng ta nhìn thấy một bầu trời thiên nhiên ở trong cái tác phẩm này. Đó là tác phẩm Cổ Mộc Hoài Lâm. Quý vị nhìn thấy một tác phẩm cao phải 2,5 m, một cây giáng làng. Anh Hùng ơi, cây này mà xuất hiện thì cũng ấn tượng nhỉ. Thế, nhưng mà triển lãm lớn mà anh mang cây này ra thì triển lãm lớn thì ngắm đã. Mang ra mang vào vất vả đấy. Vất vả quá. Vất vả đấy. Nhưng thưa quý vị là vườn anh cũng quá nhiều, chứ nếu mà vườn như vườn khác mà ít cây thì mang cây này đi thì chắc là nổi bật cái sân triển lãm. Ui, quý vị ơi, nhìn thấy đúng là một cái cây lớn mà để làm tự nhiên thế này thì không hề đơn giản. Mà quý vị biết là làm cái cây lớn thì vất vả như thế nào. Để thiết kế bố cục cho một cái cây lớn không hề đơn giản. Và chúng ta ngắm những tác phẩm tiếp theo. Tất nhiên là vườn anh thì rất nhiều. Mấy chục, hàng trăm tác phẩm quý thì không thể đòi hỏi cây nào anh cũng mang được. Nhưng mà anh đóng góp 5 tác phẩm thì cũng là kha khá rồi. Cái đó là phải cảm ơn anh Hùng. Bởi vì có những cái nhà vườn đóng góp nhiều tác phẩm chất lượng thì triển lãm mới chất lượng, mới thành công được. Và Sa Đa Huy thì cũng phải dành một cái lời cảm ơn đến những các nhà vườn tới đây về với Hải Dương. Bởi vì Hải Dương sắp tới sẽ là một cái buổi lãm rất là lớn. Nhưng mà triển lãm Hải Dương sắp tới, những quý vị nào mà không đến tham quan được thì cũng là cái thiệt thòi. Bởi vì tới đây thì gần như là những cái tác phẩm quý ở Việt Nam, ở miền Trung và miền Nam cũng có, nhưng mà sẽ mà chủ yếu là ở miền Bắc thì đều có mặt hết. Mà chúng ta đến và chúng ta cảm nhận được cái tinh túy của các nhà vườn về với Hải Dương. Và chúng ta đến với một cái đôi long cổ ở ngay trước cửa nhà anh Hùng.
Đây là một cái cua đơm cổ bonsai Đức Huy nhìn thấy rất rất là dài. Cây đã mịn tít không biết từ bao giờ rồi. Cái chiều cao của đôi long này thì rơi vào khoảng 1m6. Long thân 1, cốt chậu. Bệ đẹp như thế này mà quý vị. Những cái đồ này thì hiện nay thì quá hiếm rồi. Một đôi anh đặt ở hai bên cửa nhà chính. Mà chúng ta ngắm một cái tác phẩm nữa. Nhìn những người cây xanh già hóa thạch hết rồi. Cũng là long, nhưng những cây long của anh ấy thì quá già rồi. Quả là một cái vườn cây đẳng cấp. Một vườn cây cũng được xem là cái vườn hiếm, mà trong một trong cái vườn, trong top những cái vườn đẹp của tỉnh Hải Dương. Và ở Linh Giang này thì vườn cây của anh ấy thì cũng là cái vườn cây nổi tiếng rồi. Nhắc đến anh Hùng ở Linh Giang thì những anh em chơi cây ở khu vực đây và khu vực lân cận rất nhiều người biết đến vườn anh. Mà anh Hùng thì còn rất nhiều công việc, và anh thì sinh sống cả bên nước ngoài nữa, nên là cái điều kiện thời gian đi giao lưu với quý vị trong nước cây cảnh thì anh không có nhiều thời gian. Như kính thưa quý vị, là anh Hùng cũng nhắn nhủ với bác sĩ Đức Huy là kính mời quý vị yêu cây đến tư gia nhà anh thì anh trân trọng tiếp đón quý vị, vì anh rất là mến khách. Và những quý vị, đặc biệt là quý vị yêu cây, có thể những cái một số những cái thời gian mà anh sinh sống bên nước ngoài thì quý vị không gặp được anh, nhưng mà khi về là anh như hòa mình với cây cảnh, như hòa mình với mọi người, bởi vì cái tình yêu cây cảnh đã ngấm ở trong máu của anh. Quý vị sẽ di chuyển vào sân sau để ngắm một dàn cây quý nữa, còn nhiều lắm quý vị ạ. Trong đó, thưa quý vị, ở phía sân sau anh còn rất nhiều cây quý nữa. Quý vị nhìn thấy dài răng rạc kìa, rất nhiều. Thưa quý vị, cái thời gian bonsai Đức Huy cũng chia sẻ đến đây thì cũng hơi dài, nên bonsai Đức Huy khả năng là sẽ xin phép quý vị để dừng ở đây, để dành cho quý vị một cái thước phim sau thì sẽ được chi tiết hơn và được cẩn thận hơn. Anh em chào các anh nhá. Anh Hùng ơi, em xin phép được dừng video ở đây nhá. Ok. Cái dàn cây trong này rất là đẹp thì em sẽ chia sẻ ở cuốn video sau gửi tới quý vị. Kính thưa quý vị, bác Sa Đức Huy đến đây xin phép quý vị được dừng lời ở đây. Xin được chào tạm biệt quý vị và hẹn quý vị ở video tiếp theo. Cảm ơn quý vị rất nhiều.